Hello, hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta nhé. Tin vui các bạn ơi. Có một thông tin rất vui để mà xả một cái lượng lớn nick Active. Và mình ở shop merson.vn có một cái chương trình giảm giá để xả khoảng tầm 10.000 nick rất là VIP các bạn nhé. Cho nên các bạn nào muốn vào thì các bạn có thể vào này. Thứ mục thứ 1, thứ 2, thứ 3 các bạn nhé. Nick Liên Quân Ganena thông tin trắng này. Các bạn sẽ nhấp vào đấy thì các bạn sẽ được giảm giá 20%. Auto mỗi nick sẽ được giảm giá 20% và 40% với tất cả các bạn mua ATM nhé. Chẳng hạn những cái nick mà bình thường nhé, những cái nick này, những cái nick bình thường là 1 triệu thì chỉ còn khoảng tầm 700.000 đấy, 20% này, 20% thẻ và thêm 10% là tầm 30% nhé. Qua ATM thì các bạn chỉ còn 700.000 là thôi mỗi nick, cho nên là các bạn sẽ được giảm giá 30% khi mua thẻ ATM, 20% khi các bạn mua có thể. Thì đây là cái chương trình giảm giá cực kỳ lớn ở trong cái năm nay, cho nên các bạn hãy cân nhắc nhé. Được rồi, mình sẽ thử vào cái nick tầm 400.000 được giảm giá. Thì rank kim cương này, tướng 35 này, trang phục 33 và bảng ngọc 75 này, mình sẽ có gì? Đá quỷ có hai viên này, 35 tướng 33 skin này, 400.000. Thì các bạn sở hữu được một cái nick này thì quá ok rồi. Còn 31.000 vàng các bạn nhé. Cho nên các bạn ơi, mài dỗ, chương trình giảm giá nó chỉ còn vài ngày thôi, mình xả hết nick. Cho nên các bạn nào có nhu cầu mua nick trực tiếp, các bạn gọi có hotline nhé, 0345 nhé, 388-388 các bạn nhé. Rồi ok, và xin mời các bạn hãy xem một clip siêu phẩm ạ, cảm ơn các bạn nhiều. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Lâu tiên cho mình xin gửi lời chúc tất cả các bạn có một cái buổi chiều thật là vui vẻ các bạn nhé. Và 5 giờ chiều mỗi ngày thì Lào cũng sẽ cho ra clip hướng dẫn các vị tướng. Và ngày hôm nay thì Lào cho ra một clip cực kỳ hay, đó là bật mí cách các bạn sẽ cầm vó cá, vó lơ cá và sẽ bắn trù và cấn nắm và ăn được mấy cá cứu nhé. Đó là nói chung là lý thuyết như vậy thôi. Còn bây giờ thì đầu tiên đi. Cái mic của mình, cái phong của mình vừa mới làm ấy thì nó hơi bị vang ồn một chút, cho nên mong các bạn thông cảm nhé. Còn bây giờ thì đầu tiên để về bằng ngọc và đưa đồ của vó lơ cá thì mình đã gửi đến màn hình rồi. Và với lần thứ hai, nếu các bạn mà đã xem clip này rồi thì xin hy vọng các bạn giúp cho Lao một nút comment ở phía dưới để Lao có thể là có động lực để ra clip thường xuyên nhé. Rồi chúng ta sẽ vào vấn đề chính. Vó cá là một vị tướng can quét cực kỳ bá đạo khi sử dụng cho mình cái chiêu bá. Nhưng quan trọng nhất, nếu các bạn can quét vào 5 người thì các bạn phải xuống ngựa một cách thật là hợp lý. Nếu các bạn bị choáng, các bạn sẽ dồn chết đến ngựa luôn thì nó rất là phéo. Chẳng hạn như vó lơ cá, chúng ta sẽ phải phân tích, quan trọng nhất là phải phân tích team địch của những vị tướng nào. Chẳng hạn như là Alice, vó cá, ngủ không, tu lén và xạ thủ của nó chính là Violet. Thì đầu tiên vó cá nó sẽ can quét cực kỳ mạnh khi với những cái vị tướng đó là Violet này, tu lén này. Rồi phá này vào chơi luôn này, bật ngựa này, rồi quẹt hai thằng luôn, hay quá. Ui liêm nhỉ, ui đẹp quá các bạn. Xuống ngựa này, chiêu hai này, chiêu một. Rồi đây là một cái phá combo nó khá là đơn giản và lý thuyết. Và xong cái phá combo này thì Lao sẽ đây chơi luôn toáng này. Đấy. Ui ba này chết rồi. Đấy, mình xin nói quá một chút, đó là khi vó cá không có ngựa thì các bạn kích hoạt chiêu hai vào người. Và khi các bạn kích hoạt sóng chiêu hai vào người, các bạn bay vào, các bạn sẽ sử dụng luôn chiêu một vào trúng vị tướng đấy, thì nó sẽ gây choáng và gây sát thương rất là mạnh. Sát thương của vó cá nó đến từ combo chiêu hai một các bạn nhé, các bạn cân nhắc cho Lao này. Sát thương của vó cá nó đến từ combo 21 các bạn nhé. Đấy combo đây này, đấy sát thương mạnh nhất của nó. Còn khi vó cá lên ngựa thì nó chỉ quạt được một cái lượng đám tốc độ đánh rất chậm, nhưng nó chỉ có một mang cái tính chất là can quét. Khi các bạn xuống ngựa càng lâu thì cái liêm đoạt mình của vị tướng vó cá này càng lâu các bạn nhé, cho nên đó là cân nhắc. Rồi còn bây giờ thì Lao sẽ hướng dẫn các bạn cách bắt lề này. Khi các bạn cấm bóp thì đây lý do tại vì sao Lao mình lại bay vào con lính nó như vậy các bạn nhé, chơi một chút mình sẽ giải thích. Khi chiêu hai này, chiêu hai khi bay vào một tướng địch hay vào một vị tướng lính nào đấy, khi chúng ta giết được thì chúng ta sẽ được hồi chiêu hai. Nhưng ví dụ như chiêu hai bắt buộc chiêu hai vào vị tướng đấy nhá, xong mình kích hoạt chiêu hai vào chết cái con quái đấy thì nó mới được hồi chiêu hai nhá. Nếu chiêu hai mà bay vào mà không chết thì nó sẽ không được hồi chiêu hai đấy, các bạn phải cân nhắc cho mình cái điều đấy.
thì cái phá để lâm binh biết là cái đủ đám của mình và con quái thì mình sẽ được hồi ngay chiêu hái ấy, mình sẽ bay vào tiếp cận gần hơn và kích hoạt chiêu hái một vào vị tướng đấy. Combo chuẩn chỉ nhất của võ cá chỉ là combo 2-1 thôi. Mình muốn nhấn mạnh tất cả bạn biết một điều, còn chiêu bá của nó chỉ là một cái máng, một cái tính chất can quét các bạn nhé. Đấy này, chiêu 2 này, đúng, bay vào chiêu 1 đấy. Cái đám nó rất là mạnh các bạn nhé, cái đám của nó cực kỳ mạnh luôn. Chiêu 2 trục này, ui trật đấy các bạn ạ. Các bạn phải hiểu ấy, thường thì các bạn cứ nói là có những vị tướng võ cá này, các bạn chỉ chơi nó khi nó có chiêu bá thì các bạn rất là sai lầm thôi. Chúng ta không chơi nó khi có chiêu bá, và khi không còn chiêu bá chúng ta phải chơi võ cá nó lúc không có chiêu bá. Chúng ta phải luyện tập cái con võ cá này lúc nó không có chiêu bá cơ thì là các bạn chơi được mới tốt. Còn nếu các bạn phụ thuộc vào chiêu bá võ cá này, các bạn sẽ bị chơi một cách bị động và chúng ta chỉ chơi không tốt. Cho nên mình cân nhắc, bởi vì các bạn hiểu rất sai vì tưởng võ cá này thôi. Các bạn cứ nghỉ võ cá của chiêu bá lao vào càng quét 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 rồi đợi khi nào của chiêu bá các bạn mới chơi thì lúc đó nó đập phèo. Cho nên clip này có mình ở đấy, mình phải hướng dẫn các bạn chúng ta phải luyện tập cắn sát thương các bạn nhé. Chơi võ cá này một vị tướng gọi là đỉnh cao cắn sát thương đấy. Các bạn mà cắn rơ là các bạn sẽ không vào là có bát đâu. Đấy, mà một cắn sát thương thì các bạn phải phân tích tím địch ạ. Tím địch có bao nhiêu vị tướng choáng các bạn nhé. Đấy, bao nhiêu vị tướng choáng. Chẳng hạn ví dụ một cái phá mình vào cắn nắm đấy, mình sẽ phân tích cho các bạn luôn. Tí nữa mình sẽ làm một phá như vậy. Ví dụ mình sẽ lao vào cắn nắm thì sẽ bị như thằng nào choáng, đó là Alice choáng và thằng ngủ không choáng. Thì trong những cái phá choáng đấy thì các bạn phải tính luôn cho mình ăn áo, thì con Violet của zone nào mình kết được không, trong thời gian choáng đấy thì mình sẽ nhận được bao nhiêu sát thương zone vào. Thì cho nên khi mình bay vào ngửa trong vòng 5 thăng, đấy là cái pha này này, bay vào rồi có mạng. Khi mình bay vào 5 thăng ấy thì 2 giây mình phải xuống ngửa luôn. Nếu quá 2 giây mình không xuống được ngửa thì chết. Đấy, phải tính được như vậy các bạn nhé. Chúng ta phải tính được như vậy để chúng ta chơi võ cá xuống ngửa thật tốt. Đấy, cho nên mình hy vọng các bạn cân nhắc võ cá nào không cực không... Đấy, vào luôn, chơi luôn. Rồi, căn quét, rồi lên ngửa không được đâu. Thôi pha này mình sẽ bỏ cho bà nhé. Các bạn phải phân tích cho mình bất kỳ tím địch của những vị tướng nào, các bạn chơi võ cá bắt buộc các bạn phải phân tích như mình. Chẳng hạn đấy, game này mình sẽ điển hình luôn, mình vừa phân tích xong đấy, Rioma choáng thì mình sẽ không quan ngại, chỉ quan ngại thằng ngủ không chơi bá và thằng Alice làm cầm lặng, mình chỉ quan ngại hai cái đấy. Nhưng mình tự tin mình sẽ trụ được tầm 2 giây, thì bắt buộc trong 2 giây đấy thì mình phải xuống ngựa. Nếu mà cân nắm nhá, đấy là lao phân tích cân nắm đấy. Clip này là clip bật bí cách các bạn cân nắm vô cá, cho nên mình phải cân nắm. Còn chẳng hạn các bạn mà cân hái á, ôi mình lao vào mình đeo sở thằng nào luôn các bạn ạ, mình đeo sở thằng nào luôn đấy các bạn thấy chưa, hát chưa. Đấy, mình đã nói rồi, sát thương là quan trọng nhất của vị tướng này. Sát thương chính đó là từ combo 2-1, cho nên là các bạn không đừng phụ thuộc chiêu bá quá. Chiêu bá chỉ những lúc các bạn cân nắm đấy, mình nói như vậy luôn á, hoặc bắn trụ khi chúng ta mình dùng chiêu bá. Còn không, các bạn hãy luyện với mấy cái chiêu hái giống vị tướng em dối nhá. Đấy này, bay vào này, quẹt này, rồi chiêu bá này, đấy, rồi bị choáng này, lao vào luôn tôi không được. Đấy các bạn thấy chưa, mình phát là không lao vào được, bởi vì tím nó choáng rất là nhiều. Thằng Alice nó thả một phát là mình chết trong tù luôn đấy. Cho nên là nhiều người đang mắc nhiều cái sai lầm, nghĩa là anh ơi, nhiều trận đầu em đang dùng chiêu bá em chết khi trên con lưng ngựa luôn đấy. Đó là cái cách bạn đang bị mắc một cái điểm yếu nhất của vị tướng võ cá, đó chính là các bạn chưa cắn được sát thương choáng của tím địch nhé. Tại vì sao ạ? Bởi vì võ cá choáng là sẽ không lao được gì cả, cho nên chúng ta sẽ cắn sát thương choáng nhé. Đấy, chúng ta không cần biết tím địch có bao nhiêu sát thương cả, bởi vì khi các bạn hết choáng, các bạn xuống ngửa cho lao, các bạn sẽ kích hoạt cái nội tại cái liêm đập mình, thì tím nó có 1 tỷ sát thương dồn vào các bạn sẽ không chết. Đấy là cái điều quan trọng nhé. Vào luôn này, đây, lên ngửa này, quạt này, 2, 3 quạt, rồi xuống chiêu 2, rồi 1 em tiếp hồi chiêu 2, 2 em tiếp hồi chiêu 2, 2, 3 em đấy. Ui dồi ôi, anh ngủ không kìa, ui anh ngủ không kìa các bạn kìa. Đấy các bạn nhá, đấy là cái quan trọng khi chúng ta phải biết cách để mà cắn kiểu sát thương như vậy để chúng ta chết đấy. Võ cá các bạn ạ, nhiều bạn cái quan trọng nhất chiêu ba võ cá, các bạn sai chiêu ba của nó sát thương các bạn thấy chả còn bao nhiêu luôn. Quan trọng nhất là chiêu 2, như mình từng dần đấy, các bạn chị em dô nhá, thành bại tại chiêu 2 thì bị tưởng võ cá này cũng như vậy, tầm khoảng 60%. Các bạn thành bại, các bạn có giết được người hay không, các bạn phụ thuộc vào chiêu 2. Các bạn mà chiêu 2 trật thì có những cái lượng sắp thương dồn vào của bị tưởng võ cá này phải không?
cho nên các bạn hãy, nếu các bạn đã chơi chỗ quen, các bạn dùng chiêu 2 chậm lại một chút. Và nhiều bạn đang bị mắc cái lỗi một chút là khi các bạn nhấp chiêu 2, khi chiêu 2 trúng tướng địch ấy, mà các bạn chưa tải kích hoạt để bay vào ấy, thì các bạn lại sử dụng chiêu 1 luôn cái lúc đấy, thì bay vào các bạn lại sẽ không kích hoạt được choáng. Thì các bạn hãy nắm cho mình cái lỗi đấy. Và clip này thì mình đã nói qua cho tất cả các bạn những cái lỗi mà các bạn sẽ bị mắc phải đấy. Cho nên là các bạn hãy cân nhắc giúp mình các bạn nhé. Làm bởi các bạn hãy cân nhắc giúp mình. Ở cái thằng ngủ khống này. Đấy, lão. Rồi, vào luôn. Ui, bây giờ thì mình được tâm bá giấy rồi. Đấy, trù bản vô tứ, bản thể trâu không? Ui, rồi cái phá này chết rồi. Phá này mình chết rồi. Phá này hụt lưu quá các bạn. Mình thử lao bao để thử coi kiểu sắp thương như nào anh ơi. Đấy, các bạn thấy ác chưa? Rồi, bắt đầu từ cái phá này thì mình sẽ cân nắm các bạn một phá này. Một phá mình bắn tủ, mình cấn nắm, mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Mình sẽ nói là các bạn này, bây giờ là sẽ làm một phá cấn nắm này. Và trước khi cấn nắm thì mình cũng sẽ nói luôn, mình phân tích tiếng địch thôi. Trong vòng khoảng 2 giây mình phải xuống được ngựa. Và khi xuống được ngựa thì mình phải chọn một cái con xà thủ để mình giết nó trước. Hoặc là chọn một cái con thấp máu nhất để mình giết. Làm gì ạ? Để mình sẽ hôi cái nổi tài chiếu 2 và con bó 21 nhiều lần. Đây thì mình mới có thể cấn được nắm các bạn nhé. Đấy, cho nên là bình tĩnh. Rồi, pha này. Đây, mình phân tích đấy. Bay vào chắc chắn sẽ bị choáng con Alice. Con bị choáng thứ hai là nó bị choáng ngộ khốc. Con Dioma thì nó rất là khó choáng mình. Nói chung cái đó thì dễ choáng, nhưng mà mình cũng là không. Nói chung cái lượng sắp thương choáng của thằng Dioma mình sẽ không tỉnh vào, bởi vì đen lắm mình dính thôi. Còn chắc chắn 100% là sẽ bị hai cái choáng đấy. Mà trong hai cái choáng đấy thì bắt buộc mình phải trong 2 giây. Khi hết choáng, mình sẽ xuống ngựa các bạn nhé. Đấy. Cho nên là mình tỉnh như vậy là mình phân tích như vậy là. Cho nên bất kể các bạn chơi một cái vị tướng gì, các bạn hãy phân tích cho mình nhé. Phải phân tích cho mình, các bạn chơi được mình tốt. Đấy, chẳng hạn cái pha này này. Đấy, là mình sẽ làm một cái pha cân nắm này. Đấy, từ từ, bay vào. Đấy, pha này bay vào. Rồi, lướt lên. Rồi, quạt. Mình sẽ đập cái thằng đây, Alice này, Rioma này. Rioma các bạn này. Rồi, trong tu len bình tĩnh, ngủ khống này. Ba thằng, bốn thằng rồi. Mega kill pha này rồi, mega kill pha này rồi. Mega kill rồi, ok. Một pha mega kill của Lao các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể thấy là mình xuống người nó vòng 2 giây nhé. Mình xuống thật nhanh luôn. Đấy, rồi ok, clip đến đây kết thúc rồi. Và xin chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ nhé. Tất cả các bạn ơi, mài yêu, bye bye.